Ngày mới em chào cả nhà nha. Chào tất cả anh em đồng nghiệp nha. Hôm nay em lại tiếp tục đi săn ong mọi người. Hồi sáng giờ mình đi giờ cũng 9 giờ rồi mà chưa gặp ổ nào hết mọi người. Trống trơn luôn. Cái hồ đẹp vậy mà không biết là có ổ nào hay không. Nãy giờ ngắm không được ổ nào hết mọi người. Bây giờ mình sẽ kiếm tiếp nha mọi người. Có mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Trong này có một ổ này mọi người. Không biết ngày hôm nay mình có cảm giác như nó xui xui sao mọi người. Đi sáng giờ tới 9 giờ rồi bây giờ mới gặp được một ổ. Hồi sáng gặp được một ổ nhưng mà ổ đó nó mới tới mọi người. Mình chuyển khu khác rồi, không phải đi cái khu hôm qua nữa. Hôm qua ong phóng nhiều quá. Ong đây thì thưa ong mà coi. Mặt thì quá đẹp luôn nè. Ong thì không có nhưng mà nó mặt quá ok luôn anh em ơi. Nó sưng phình nè. Ở khu vực của mình mà kiếm được ong nù như vậy khó lắm mọi người. Dường như là không ít khi gặp lắm. Tiếp tục đi nha mọi người. Nay cảm giác nó không được may mắn cho lắm. Thôi cũng cố gắng kiếm thôi mọi người. Trong lùm le này có một ổ nè mọi người. Mà cũng còn êm lắm nha mọi người. Có phấn hoa một ít đây thôi. Hai tổ nha mọi người. Cái tổ đầu tiên nó bị bể luôn rồi. Mình bỏ bọc luôn rồi. Mặc vậy là cũng được cái chứ. Mà nó thưa ong quá. Mà ổ nhỏ nữa. Ong hôm qua thì ổ bự. Nhiều ong. Mà phấn thì nhiều. Còn ở đây thì ít ong. Mật cũng nhiều. Nhưng mà không có phấn hoa bao nhiêu. Thì bây giờ chọn bên nào ta? Chọn bên nhiều ong hay là chọn bên ít ong ta? Bây giờ mình chọn đi tiếp nha mọi người. Trong cái lùm này có một ổ nè cả nhà. Mà cái ổ nhỏ xíu à. Hồi sáng giờ được có ổ hai ổ mọi người. Hai ổ nhỏ nhỏ. Ông bây giờ ở khu vực mình nó chạy đâu hết rồi đó. Mình phải đi khu khác rồi. Chứ hôm qua mình đi khu đó nản quá. Ông phấn nhiều quá. Thì lại có ông còn
Giờ đi khu khác thì có mật ngon nhưng mà lại ong không có. Nản chứ. Bây giờ mình vô mình bắt luôn nha mọi người. Ổ này nó khó quá. Không biết chắc không quay được, để em bắt xuống cho quay thành quả mọi người xem nha. Đã bắt xuống rồi nè mọi người. Hồi heo ăn luôn rồi mọi người. Ông toàn phấn hoa không. Đã nhỏ rồi còn phấn hoa nhiều nữa chứ. Thôi thua rồi mọi người. Chắc dài dài đã xe rồi về luôn quá. Chứ ông dày thôi chứ bắt gì được. Khó bắt rồi, bắt ra ông dày đây. Thôi, tiếp tục đi mọi người. Trong này có một ổ này mọi người. Đi từ sáng giờ giờ mới gặp được một ổ này. Dàn khe nha mọi người. Ong đây đỡ phấn nè. Có nhưng mà ít. Mình bắt ong lâu mấy năm rồi nhưng mà mình cũng không biết sao mà cái ổ có ổ thì màu trắng mà cái ổ thì có ổ màu vàng, mình cũng không biết là nó sao mà nó màu vàng này nữa. Đó, trả nha, đừng cắn nha. Ôi ôi ôi, đi từ sáng giờ giờ mới gặp được một ổ này mọi người ơi. Ngày hôm nay thất bại rồi, trong giỏ chỉ được một ổ thôi. Vô bọc đi tiếp nha mọi người. Giờ này cũng 1 giờ rồi mà mới được có 2 ổ thì thôi, có ngày nay là coi như là tối về ăn nước mắm rồi. Đi tiếp nha mọi người. Đây có ổ mà không biết nè, có miếng mật nào không. Có miếng mật à. Ông ngày hôm nay chán quá mọi người, đi chỗ nào cũng gặp người bắt hết. Ngày hôm nay được có 3 ổ, 4 ổ mà ổ kia nhỏ nữa, ổ này còn nhỏ hơn nữa chứ. Ông nhìn này bắt khi nào mới được, lít trời. Bên này có một đám đậu phụng nè mọi người, mà mình không hái nha mọi người, hái là nó quánh chết nha. Ở đời làm gì thì làm mà không được làm bậy nha mọi người. Thôi mình tiếp tục đi nha mọi người, có người bên kia kìa. Đây có một ổ đây mọi người, mình cầm mình giật cho nó ra luôn nha, giờ nắng quá.
Trời ơi, gì vậy nè? Ủa, áo gì nó đang thui lùi lùi vậy? Tôi ông gì kỳ vậy ha? Ủa ông này xong đen thui vậy mọi người? Ô là trời, cái bà nó đi mọi người, có mật là được rồi. Tiếp tục đi nha mọi người. Tổ ong người ta trắng vậy nè, một cái ổ nãy nó đen đen thui lui à. Ổ ong này mình cũng không biết làm sao mà nó, rồi chắc là nó chơi với cùng cha khác mẹ với lại ông nội Mỹ Đen rồi. Cái sao nó luôn vui vậy không biết. Đi tiếp nha mọi người.